sanh là tuyệt vời. Sam gai lá rất là to. Đây một tác phẩm xanh, người ta vừa mới cắt tỉa đỡ lộ ra cái bộ xương rất là đẹp.
nhìn gỗ sương rất là tuyệt vời. Những cái rỡ này nó ôm những hòn đá san hô à, ôm vậy kín luôn. Chào các bạn, ở đây người ta trồng ba cái cụm mai chiêu thủy rất là đẹp. Ba cụm nhìn xa nhìn lại rất là tuyệt vời. Đây là những cái cây mùng mực mà người ta ghép lại mai chiêu thủy này. Dưới nó còn mọc lên cái lá cây mùng mực này. Trên là người ta ghép vào mai chiêu thủy. Rất là đẹp ha, nhìn xa rất là tuyệt vời. Đây, những cái gốc rất là to, thì có những cái gốc mùng mực thì mới to như thế này. Mai chiêu thủy mà trồng nó mà có gốc to chỉ như vậy thì rất là khó. Xa đó anh đẹp. Cái này nó ra bông nhiều thì cũng rất là tuyệt vời ha, nhìn rất là đẹp. Tại vì với một số bông lắc đắc vài bông. Dòng này mai chiêu thủy lá nhỏ rất là đẹp, lá nhỏ xíu luôn. Mai chiêu thủy ghép vào cái góc mùng mực ha, rất là đẹp.
Đây, người ta trồng ngay bậc cầu thang lên xuống luôn, rất là đẹp này.